nghi vấn Vu Cá Coi và Hà Thanh Xuân. Đừng ai nấy đi, sau chưa đầy một năm cưới. Người trong cuộc nói gì? Mạng xã hội đang dậy sóng trước tin đồn Vu Cá Coi thắng Ngô và Hà Thanh Xuân rạn nứt. Đừng ai nấy đi, sau chưa đầy một năm bên nhau. Vu Cá Coi thắng Ngô và Hà Thanh Xuân từng khiến cả mạng xã hội dậy sóng bởi chuyện tình nhiều ồn ào. Khoảng tháng 5 năm 2022, cả hai tổ chức đám cưới hoành tráng chính thức về chung một nhà. Trước bão dư luận, thắng Ngô nhiều lần lên tiếng bảo vệ Hà Thanh Xuân. Nam chính khẳng định nữ ca sĩ không phải là người thứ ba và tuyên bố đã kết thúc cuộc hôn nhân với vợ cũ trước khi tiến đến với Hà Thanh Xuân. Cặp đôi mới cưới còn khiến cho nhiều người trầm trồ khi thường xuyên khoe ảnh ngọt ngào không kém thợ mới yêu. Hà Thanh Xuân làm dân tình ghen tị khi được Vu Cá Coi cưng chiều. Những hình ảnh được cả hai chia sẻ cho thấy cô được ông xã chăm sóc và thường xuyên và thương yêu hết mực. Mối tình mặn nồng của cặp đôi chưa đầy một năm mới đây rộ lên nghi vấn tin đồn về chuyện chia tay. Nhiều thông tin cho rằng tài khoản mạng xã hội của Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân đã hủy kết bạn với nhau. Cả hai còn được cho là đã xóa hoặc ẩn hết hình ảnh bên đối phương, khiến cho tin đồn tràn nước càng thêm trầm trộ. Tuy nhiên, theo nghi vấn của phóng viên vào sáng ngày 12 tháng 3, tài khoản mạng xã hội của cặp đôi vẫn đang trong tình trạng kết bạn. Các hình ảnh mặn nồng ở một trong những tài khoản của Thắng Ngô đã không còn. Nhiều cư dân mạng nhận ra rằng tài khoản Facebook của Vu Cá Coi hiện đang sử dụng là một tài khoản phụ, không có tích xanh. Có lẽ những hình ảnh mặn nồng trong tài khoản còn lại đã được ẩn hoặc xóa trước đó, hiện không thể tìm thấy. Chưa rõ thực hư ra sao, hiện tại Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân vẫn chưa lên tiếng thêm về nghi vấn này. Tuy nhiên, cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi và tiếc nuối cho cặp đôi này. Giữa nghi vấn trạng nước với Vu Cá Coi, dân mạng soi ra nhiều dòng trạng thái bất ổn của Hà Thanh Xuân. Giữa sự việc gây xôn xao này, nhiều cư dân mạng cũng soi được rằng trên trang cá nhân của ca sĩ Hà Thanh Xuân thời gian gần đây cũng đăng tải những dòng ta tết khá tâm trạng. Hôm nay 12 tháng 3, nhiều diễn đàn mạng xã hội bất ngờ chia sẻ thông tin nghi vấn Vu Cá Coi thắng Ngô và người vợ thứ hai Hà Thanh Xuân đừng ai nấy đi sau gần một năm kết hôn. Nguyên nhân khiến cho nhiều người đặt nghi vấn này là vì những người theo dõi cặp đôi này phát hiện ra cả hai đã hủy kết bạn với nhau, đồng thời đã xóa những ảnh chụp chung. Hiện chính chủ vẫn chưa lên tiếng xác nhận sự việc, tuy nhiên thông tin này vẫn khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao và bàn tán. Dù sự việc gây xôn xao này, nhiều cư dân mạng cũng soi được rằng trên trang cá nhân của ca sĩ Hà Thanh Xuân thời gian gần đây cũng đăng tải những dòng ta tết khá tâm trạng khiến fan lo lắng. Cụ thể, ngày 3 tháng 2 vừa qua, nữ ca sĩ viết: có nhiều người nói chẳng bao giờ thấy Xuân buồn. Thực sự những lúc buồn nhất, Xuân chọn cách im lặng và ngồi thiền. Khi ổn sẽ xuất hiện trước mọi người. Vì Xuân đã học rất tốt cách yêu thương bản thân mình. Không những vậy, ngày 14 tháng 2, dịp lễ tình nhân, ca sĩ Hà Thanh Xuân chia sẻ hình ảnh của bố mẹ, chứ không đề cập gì đến tình yêu của mình. Mới đây nhất là dịp 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, Hà Thanh Xuân cũng chỉ đăng ảnh của bản thân, kèm theo đó là lời chúc đến toàn bộ chị em phụ nữ. Ngày quốc tế phụ nữ, chúc các cô, các chị, các bạn gái luôn xinh đẹp, vui tươi và hạnh phúc nhé. Chính nhân Thắng Ngô nói về tin ly hôn ca sĩ Hà Thanh Xuân. Khi tin đồn ly hôn ca sĩ Hà Thanh Xuân được chia sẻ trên mạng xã hội, chính nhân Thắng Ngô cho biết thông tin trên mạng xã hội không hề liên quan. Ngày 12 tháng 3, tin đồn ca sĩ Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô ly hôn gây xôn xao mạng xã hội, đồng thời được hàng loạt trang tin, fanpage chia sẻ. Tin đồn bắt nguồn từ việc hai người xóa nhiều hình ảnh chung, đồng thời hủy kết bạn trên mạng xã hội. Trao đổi với phóng viên vào sáng ngày 12 tháng 3, doanh nhân Thắng Ngô cho biết vài giờ qua anh liên tục nhận được tin nhắn hỏi thăm của bạn bè người thân. Đây là cuộc sống riêng tư nên chúng tôi không nói gì hết. Những thông tin trên mạng xã hội không hề liên quan, doanh nhân Thắng Ngô cho biết. Cùng lúc, ca sĩ Hà Thanh Xuân đăng ảnh mới trên trang cá nhân với chú thích: sau cơn mưa trời lại sáng. Nữ ca sĩ thời gian qua ở Mỹ biểu diễn. Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô tổ chức hôn lễ tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2022. Theo Hà Thanh Xuân, cô và chồng biết đến nhau qua lời làm mai của một đạo diễn trong chương trình truyền hình hồi tháng 4 năm 2021. Hà Thanh Xuân sinh năm 1988, theo đuổi dòng nhạc bolero. Thắng Ngô sinh năm 1975, được biết tới với biệt danh Vu Cá Coi Việt Nam. Anh từng tham gia chương trình Siêu Trí Tuệ trên sóng tháng 11 năm 2019. Doanh nhân Thắng Ngô đã ly hôn và có con riêng. Nói về điều này, nữ ca sĩ bày tỏ: tôi không quan tâm đến chuyện cũ. Chúng tôi sống cho hiện tại, tương lai và tin vào tình cảm của đối phương dành cho mình. Con gái anh cũng gần gũi với tôi,